Hello anh em Lâu lắm mới quay lại làm mấy cái video hướng dẫn này Hôm nọ mình hỏi thì thấy có nhiều anh em có vẻ vote là chọn map nút này Thì hôm nay mình làm vài cái hướng dẫn cơ bản cho mấy anh em về city side với cả t side của map nút này Đầu tiên là city side City side thì thường là sẽ có hai người sẽ có sẽ có hai người bán ở outside một người thường là sẽ đứng ở ga, garage kê góc mình nghĩ là nên kê góc như này với khẩu op hoặc khẩu aug Outside thì mình nghĩ là nên bắn AUG nhiệm vụ người bạn outside này thì chỉ là xem có ai xem có bất kỳ thằng ts nào đi đi ngang qua thùng đỏ hay chưa và thi thoảng sẽ phải check silo này để đề phòng là T side có thể nhảy xuống knock entrance này, knock mini này để solo em với bạn vì góc này là thường là rất là mạnh cho ts tại vì ct sẽ không thể giết được thằng ts đứng đây rất là khó nếu mà muốn thằng TS đứng đây thì thường phải đổi một mạng tết hoặc à một mạng CT hoặc hai mạng CT. À, người thứ hai, CT thứ hai sẽ là đứng ở cái mini này. Nhiệm vụ của người đứng ở mini này là gì? Lúc đầu đầu tiên là nhiệm vụ của đây chỉ có một người là duy nhất là nhiệm vụ là chống rớt. Chống rớt là cái quan trọng nhất, không được để cho TS rớt à, cửa ra A hoặc là chui xuống ven thì thường khi mình là người bắn mini thì mình sẽ có góc đứng như này mình sẽ hay ngồi đây mình đục như này Nếu mà test có muốn rớt ném Test thường là nếu mà có muốn rớt ném nết mở cửa Thì để chạy ra thì mình cũng có thể đục chúng được Hoặc là test muốn first pick như kiểu kê nét, hay ngồi, hay ngồi đây kê góc pick Thì cũng sẽ bị đục chúng Và thứ hai thứ ba là test sẽ không thể đi xuống ven Vì trước khi xuống ven thì bạn đã spam chết thằng test đấy rồi à, Song song với nhiệm vụ đấy thì có thể còn có một nhiệm vụ nhỏ nữa là khi bạn đứng ở mini này bạn phải nghe được thằng TS nhảy từ máy TS sang cái silo đây là nhiệm vụ nhỏ thứ hai chỉ cần báo một silo thì bạn không phải làm gì cả chỉ cần báo một silo thì người bán garage sẽ lo thằng silo đấy nhiệm vụ của bạn là tập trung tập trung vào cái entrance tập trung vào cái mini này ở đây thường gọi hai hai tên gọi ở Việt Nam mình hay gọi là mini ở châu Á thì hay gọi là entrance mình nghĩ là gọi là mini cho ngắn gọn đó nhiệm vụ ở đây nhớ nhiệm vụ người bên ngoài là không cho thằng test đi ra ngang, ngang thùng đỏ nhiệm vụ nhiệm vụ của thằng đứng ở mini là không được cho thằng test tràn ra a bằng cửa hoặc là đi xuống ven bằng cửa người à, trong xe a này thì sẽ có hai người bạn hai hai ct bán thường thì mình sẽ thích một người đứng ở nóc nhà vàng phụ cái việc chống rớt cửa vì nếu mà test muốn rớt cửa thì test nó sẽ smoke cái quả lửa ở đây và nói chung là khóa để không mini giết được đây mình sẽ hướng dẫn là hai người đi a, à. có hai người, có hai ct đi a, à. thì người thứ nhất sẽ trèo lên cầu thang, ném lửa cửa, chạy lên đây. nhớ là người spawn đi đầu tiên phải làm như thế, chứ người đi spawn thứ hai đừng bao giờ làm như thế. ném lửa xong thì bạn có thể đứng cái kê, vì nếu mà test dập lửa, dập lửa bằng smoke thì bạn sẽ có một góc kê rất là đẹp. test chạy ra bao nhiêu bạn có thể giết hết bấy nhiêu. có thể gọi là khá là mạnh, vị trí này khá là mạnh. người thứ hai là bạn sẽ phải trèo lên đây, cũng thế. Chèo lên Nhưng mà bạn sẽ thay vì bạn đi sang bên phải Em vào đây Ném qua lửa Lửa này làm gì Mình Tại sao mình phải mất thời gian mình căn góc như thế Là tại vì Ném quả lửa như này Thì test sẽ không thể rớt ra ngoài được Và khi test muốn rớt ra ngoài <laughs> Thường là test rớt ra ngoài Người ta sẽ tập trung vào bắn bên này Thì khi test chạy ra đến đây vẫn bị Sẽ vẫn bị quả lửa của mình đốt Đốt như thế thì test khi mà đứng trên lửa thì thường là sẽ không thể nào mà sống được Hoặc là cùng lắm giết được một và sẽ chết rất là nhiều Phải chết 1, 2, 3 mạng với cả quả, quả lửa sâu như thế để làm gì nếu mà test muốn dập smoke thì cũng bạn test cũng không thể dập như thế mà khi mà test dập smoke như này thì coi như là test test đã cho ct một quả smoke miễn phí đây khi mà nhìn thấy quả smoke như này thì mình thật sự là mình không muốn rớt ra ngoài một chút nào luôn vì làm gì có cửa cửa nào để thắng được với cái tình trạng như này người ct thứ năm sẽ là người canh ram thường canh ram mình sẽ ra mình ném một quả lửa như này Nhiệm vụ của người ở ram là gì? Nhiệm vụ của người ram là không được chết. Bạn chỉ cần kê một góc như này. Kể cả bạn có thể đứng như này, bạn cầm quả smoke. Không cần phải làm gì cả, bạn chỉ cần cầm quả smoke. Nếu mà test, nếu mà test nhảy qua hoặc là test pick up, bạn chỉ cần ném quả smoke xong lùi lại. Nhiệm vụ của người ở ram là gì? Chỉ có một nhiệm vụ duy nhất thôi là sống, không được chết. Vì khi mà ram chết, ct ở những vị trí khác sẽ không thể nào bù đắp được lại vị trí này. Map nút thì rất là khó để detect như các bạn đã biết. Một khi mà đã mất, một khi mà đã chống được sai thì chỉ sẽ sống được nặng bốn năm thằng ct nhưng mà khi đã mất sai thì không thể nào thì tách được rất là khó thường thường là kể cả 3 ct thì tách về hai ts vẫn khó mình nghĩ là thế thực sự là khó với cái map này để retake tách đó bạn sẽ có rất nhiều góc đứng bạn có thể đứng như này nếu bạn không muốn trả smoke nếu bạn muốn trả smoke bạn có thể đứng như này. bạn ném qua smoke như này đơn giản lùi lại kiếm một góc kê đẹp góc kê đẹp là gì là góc kê mà địch sẽ khó khó kiểu đặt tâm trước để bắn bạn thường là mình đứng ở đây một là đứng đây Hai là mình sẽ đứng như này Góc kia rất là nhỏ Để làm gì Để khi bạn bắn được thằng test Nhưng mà test sẽ không thể bắn được bạn Như thế Hoặc là bạn ném lửa xong Bạn có thể giữ quả smoke ở đây Bạn nhá Bạn nhá ở chỗ này Hoặc bạn nhá ở dốc Hoặc bạn thấy lên đây, Bạn vẫn nhá ở trên này bình thường Không vấn đề gì cả Nói chung là đừng chết Bạn có thể làm bất kỳ điều gì Miễn là đừng chết Khi mà test tràn xuống Flash smoke lửa tràn xuống ram Bạn có thể lùi về đây Ném quả smoke như này Kể ở đây Thời, nhiệm vụ là sống và câu giờ không cho test xuống ram lâu hết mức có thể khi gần hết quả sống mức bạn có thể chọn lùi lại chọn một vị trí nào đấy mà mình bạn, bạn nghĩ là đẹp ví dụ như kiểu đứng đấy đấy cũng có, coi là một vị trí khá là đẹp thường thường là khi test đánh ram thì sẽ có một người đồng đội là người ở mi, mini backup từ ven xuống mở cái cửa như này ngồi đây góc kê cho bạn bên phải người, người ta chỉ có thể kê cho bạn bên phải nên là cái nhiệm vụ chọn vị trí còn lại là tùy thuộc vào bạn bạn có thể đứng đây Cái góc khá là đẹp Vì thằng CT đi từ hướng này sẽ bị hút ở cái cửa Và thằng ở bên trái này Thường là sẽ Thường là người bên trái sẽ không check chỗ này Mà là sẽ là thường thằng bên phải Đi từ đường bên phải sang check Đó Hoặc là bạn có thể chọn góc ở đây Khá là khá là nhiều vị trí cho bạn chọn hoặc ở đây Nói chung là cái map này CT thì không thiếu chỗ để đứng Nhưng cái chính là kiểu phải lựa chọn cho phù hợp với tình huống các thứ các tình huống hoặc là, là tham minh các thứ hoặc có thể đứng bên này như mình đã nói là rất là nhiều sự lựa chọn hoặc để chắc ăn hơn thì bạn có thể lùi hẳn về bách sai nhưng mà mình không khuyến cáo đứng đây lắm tại vì đứng đây ấy, khi một quả lửa vào là bạn sẽ không thể làm gì được hoặc là có thể đứng ở trên nếu mà đứng ở đây thì bạn nên đứng ở trên mà đứng ở trên thì rất khó tại vì bạn phải chạy từ kia vòng 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 ra đây thì khá là xa nếu mà tết nó rớt thẳng qua smoke thì thường là bạn không có cách nào để không có cách nào để chống không có cách nào để chạy kịp ở tới đây đó. Đấy là những vị trí cơ bản hoặc là những nhiệm vụ cơ bản của những người CT. Bây giờ mình sẽ nói là khi mà khi mà vào trận trong trận 5v5 bắn 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 bình thường thì à, cái sự di chuyển của cả CT sẽ diễn ra như nào? Người mini đứng đây phải kê mini các thứ không khi không có khi mà hết quả lửa đầu tiên thì bạn sẽ là người smoke. Hoặc là bạn có thể hỏi người ở trên nóc nhà vàng này, "Ê smoke cho tao quả cửa được không?" ok đồng đội sẽ ok phá cho ném cho bạn nhớ một điều thứ hai là nhớ một điều nữa là lúc nào bạn phải phá cái ven này để làm gì để cho thằng khi mà test ném ba quả smoke này đây là tactic tích rất là cơ bản rồi chắc là ai cũng biết khi mà test ném ba quả smoke như này thì ct phải di chuyển như nào thứ nhất uh, là, thứ nhất là người đầu tiên là người ở mini bạn có hai sự lựa chọn một là bạn ngồi nếu mà smoke hở bạn có thể sấy nhảy nhưng mà nếu mà số không hở thì tốt nhất đừng sấy vì nó chả có mang lại ý, tác dụng gì cả đừng cầu may sự lựa chọn thứ hai là bạn xuống ven bạn cầm quả lửa bạn đứng đây này bạn cầm quả lửa bạn cầm đứng nhảy cũng được nó giống như lúc đứng ra bạn cầm quả lửa đứng nhảy khi bạn nhìn thấy thế, bạn có thể trả nhảy lùi lại nếu mà bạn chưa smoke cửa mà đồng đội bạn smoke cửa hộ bạn có thể dập quả smoke này bắn lanh xung quanh quả smoke rất là lợi rất là lợi, thực sự là rất là lợi Bạn có thể chọn rất là nhiều vị trí Bạn có thể chọn rất là nhiều vị trí Như kiểu đứng ở quanh quanh đây Chọn cửa, đứng sau một cái cửa nào đấy Bạn thăm sủi Rất là đơn giản Nhiệm vụ của bạn khi lúc khi lúc mà bạn xuống ven Là bạn phải chống được, không cho test tràn xuống secret quá nhanh Đây người ta gọi là secret Đây người ta gọi là đi con đi con hoặc là single door Kia là double door, đây là ven nhiệm vụ của bạn là không được cho Tết trả số secret này quá nhanh Mà nếu mà Nếu ấy Mà bạn có lỡ mà xuống muộn ấy Thì mình khuyên bạn là nên đi thẳng ra đây Trả quả lửa xong đi thẳng ra đây đúng Hoặc là trả lửa xong bạn Có thể mở cửa bên này Chạy vòng ra cửa bên kia thoải mái không vấn đề gì cả Nhưng mà cái đấy là tùy thuộc vào bạn Nhưng mà vì có thể ấy, là trong lúc bạn chạy Tết mà có một thằng nó đi qua lửa rồi hay nó dập smoke đi qua ấy, Thì lúc đấy thực sự là khó vì bạn đã bị kẹt trong sai Thực sự là rất khó nên là có thể có lẽ là nên chờ sau quả sáu bốc thì hãng đi vòng qua bên kia đó à, lúc này thì người à, khi mà người mini đã mất rồi thì hai người ct ở a này phải lùi lại lùi lại kiểu à, chọn những vị trí kiểu kê để cho nhau ví dụ một người đứng trong sai một người đứng nhóc nhóc nhà vàng này mình nghĩ như thế này là hợp lý một người đứng trong sai một người đứng nhóc nhà vàng hoặc có thể đứng ở trên trên cao này Nói chung là chỉ cần một người nhìn được nhà vàng xa Đây người ta gọi là nhà vàng Vì gọi đây là gọi từ 1.6 Bây giờ nó thành phố xanh con mẹ rồi Cứ gọi là nó nhà, nhà vàng đi vì nó mình quen mồm rồi một người đứng trong sai nhìn nhà vàng ra Mọi người đứng trên này Nhìn không cho mini Không cho mini tràn vào sai Không cho cửa tràn vào sai Nói chung là Một người nhìn mi, mini Một người nhìn nhà vàng Còn bạn có thể chọn bất cứ đâu Mình nhưng mà mình nhá Có một điều nhá Mình không khuyến cáo đứng đây nhá vì đứng đây ấy, là bạn sẽ bị hở chân thằng đi cửa sẽ đã bắn được bạn nhưng bạn không thể bắn được nên là mình khuyến cá không nên đứng bên này đứng bên này ấy, chỉ những trường hợp mà kiểu trong những tình huống căng thẳng hoặc là kiểu yếu tố mang yếu tố bất ngờ nhiều hơn ấy, thì đứng ở đấy còn không thì nó nên đứng bên này đứng ngóc nhà vàng đó nhưng mà nhớ một điều là lúc nào cũng phải có một người giữ solo a à, mình nghĩ là người đứng trong sai này này sống chết sống chết cũng không bao giờ được rời a sai nếu mà test đã xuống B rất xuống secret hoặc là xuống B rất là đông thì bạn có thể backup hai ven. Hai ven thoải mái không vấn đề gì cả. Xuống hỗ trợ đồng đội retake các thứ hay là chống nếu mà địch test xuống bằng RAM thì bạn có thể rotate xuống kê secret cho đồng đội để đồng đội hai người đồng đội là người ở mini và người ở RAM sẽ tập trung là chống RAM. Bạn có thể kê những thằng đi móc ở secret này. Nhưng mà có một điều là người ở A này lúc nào cũng phải lúc nào cũng phải đọc cả hai đường như này nói chung là đề phòng trường hợp fake vì map này như bạn biết thì nó rất là bé Backup up rất là nhanh phải giữ một quả smoke trong mình chẳng hạn smoke lại bắn có nhiều vị trí rất là nhiều vị trí để bắn lúc này bạn có thể đứng ở đấy khá là lợi mình nghĩ thế người ở ram mà khi mà test đánh ra, đánh đánh ram thì tất nhiên là như mình nói thì đã phải đi xuống dưới rồi chống rồi, thì đấy bây giờ sẽ là đến người của người bán ct bắn outside, Bắn outside thì lúc này sẽ phải làm gì? Như vậy à, ram đã mất thì à, test có thể chọn hai đường là đi xuống dưới b hoặc là đi xuống về chân heaven thì đó bây giờ là lúc của người ngắm hoài, ngắm outside, ngắm outside thì khi ngắm out, người bạn người bạn ngắm outside khi mà đồng đội ở mini này đã bước chân xuống cái fan này rồi. Thì theo mình là nên bỏ cái garage này Nên bỏ nó đi Lùi về bắn an toàn Giữ mạng Lấy thông tin cho đồng đội Có thể gọi chọn góc như này Cứ mặc cứ mặc kệ cho test xuống secret Không sao cả Xuống secret thì có thể cứu được Nhưng mà khi test mà đã tràn đến cái phần City này thì thì sẽ rất là khó Nên là bạn có thể chọn góc như này Một là góc như này Hai là như này Chỉ để cần lấy thông tin Không cần phải bắn nhau Không phải cương cái gì cả Nói chung là chỉ cần lấy thông tin Giết được người thì Giết mà không giết được người thì thôi hai là bạn có thể phá cái kính này ngồi đây kê như như hai cái góc này là bạn đã có thể lấy hết thông tin rồi đã có thể biết là test đi móc hay không rồi đó khi mà người mini xuống đấy xuống khi mà người mini xuống ven rồi thì người bạn outside đã bách về đây bách về đây thì khi mà test có cả đánh b b đã thủng b không còn ai để canh thì nhiệm vụ của bạn là gì không cho test móc cái chân heaven này lên a chỗ này ở châu á thì chúng nó hay gọi là hell địa ngục ấy thì đấy bạn có thể chọn lên nóc ở trên này lên nóc heaven Nhá check outside kê kê móc thoải mái không có vấn đề gì hết đấy là nhiệm vụ của bạn miễn là sao là đừng để nó móc lên a giết đồng đội ở trong side a được vì thực sự trong side a sai a đã, đã rất là khổ rồi nó phải nhìn cả cửa cả mini cả uh, nhà vàng rồi nên là hãy kiểu chọn vị trí nào ấy mà bạn có thể linh hoạt backup lại cứu đồng đội được đó đấy là ct thường thì không có ct thì không có việc gì mấy bạn chỉ cần chú ý vào cái gọi là backup cho nhau đừng để bị đừng để bị loạn hay là bị cuống bởi cái sự fake của t đấy phải phân tích tình huống rõ ràng ấy tất nhiên là map này thì cần một người kiểu biết đọc map cực kỳ rõ ràng đấy là vì sao mà Astralis nó rất bá ở map này vì nó có sự hiểu biết về map này rất là rộng nó có thể backup nó có thể chọn vị trí rất là đẹp thoải mái như trong nhiều trường hợp. À. đó ct thì chắc chỉ có như này uhm, mình sẽ dạy vài quả smoke cơ bản cho ct thường là nếu mà bạn đứng trên này cái người bạn nóc nhà vàng ấy à, có bạn có, nếu mà trong trường hợp nào bạn đứng trên này mà cần smoke cửa bạn phải đứng vào đứng sát cái vàng này lùi lại một bước em và cái sắt thứ tư này mình nghĩ thế ném quắc ném thì nó sẽ ra quả số cửa uhm, hơi lệch một chút chắc là sang cái cửa thứ ba này đi họ nghĩ thế trời ơi đó, nó vẫn sẽ ra được quả smoke cửa thôi Nhưng mà khi nhá, bất kỳ khi nào bạn smoke cái cửa này nhá Bạn phải lưu ý một điều là test nó có thể bò ra cái ven này này Để ý kỹ vào, khi bạn đứng bạn cẩn thận vào chú ý tập quả lửa này cho cẩn thận vì không có quả lửa này là thường là không chống được A đâu nhớ phải tập quả lửa này cho chắc chắn vào à, bây giờ sang cái cái khó cái sai khó hơn thì là sai tết map này tết thì thực sự là khá là nhiều điều map này tết thực sự là khá là khó để đánh kể cả là một team đầy đủ rồi thì vẫn là vẫn khó để đánh chứ không nói đến là ít là một team kiểu mix vào với nhau đấy là lý do vì sao cái map này rất ít khi được chơi Lanh quanh châu Á mình chỉ chơi Mirage, Dust 2, Inferno Vì nó mấy map này nó dễ Không có việc gì nhiều làm ấy Còn mấy cái map khó khó như kiểu lúc này thì thường là mình thấy ít người chơi Mình bán Faceit cũng thế thôi Mình thấy ít người chơi đó Nên là mình kiểu muốn, muốn chơi cũng chả được vào như kiểu lúc nào cũng bị ban vertigo ban lúc các thứ khá là chán uhm. bán tết thì từ trước khi ra bước chân ra khỏi cái T-spawn này thì bạn đã có một nhiệm vụ rồi đây là phá bốn cái kính này phá bốn cái kính này đó default của default của test thì thường sẽ là đi ba <laughs> lobby hai ngoài ba lobby sẽ ở đứng đâu một cái cửa một cái nhà vàng cây ram Cây ram thì phải chọn chỗ cẩn thận vì thường ấy đây là mình lại nói cái cửa trước đi cái cửa đây ai tự tin tin tay và em của mình có thể chọn vị trí này rất là cục rất là cục hoặc là có thể đứng ở đây kê kê gọi là kê kín thôi đợi bạn là đợi đội bạn mở cửa thì mình check đúng oh. không hai là kê nhà vàng kê nhà vàng thường thì là đứng đây hoặc là đứng ở trên đứng ở trên này thì thường mình thấy thường ở đứng ở trên này hơn nhưng mà không nên lạm dụng cái chỗ trên này quá vì thường nó rất hay bị prefire có thể đứng ở đây còn nếu mà muốn tạo yếu tố bất ngờ hơn ý thì bạn có thể đứng đây bất ngờ vãi lùn luôn, luôn vì kiểu ấy khi nó ra ở đây là mình mình mà đẩy nhà vàng, mình ra đây mình check oh, không thấy ai là mình sẽ bỏ tiếp bỏ tiếp ra đây đây là vỡ mồm này thì là xong thế nên là đấy các góc kê đấy thì thằng đứng ở ra phải kê như nào đứng rất là cẩn thận không được đứng như này không được đứng ngay vì nhà vàng có thể bắn bạn mà người kê nhà vàng không thể hỗ trợ được đúng không nên là không được đứng như này đứng lùi sang một chút như này chẳng hạn đó như này chẳng hạn như này đừng đứng sát tường quá vì thường hay bị prefile lắm Nh mình có một kinh nghiệm là kiểu cứ khi mà đứng kế thì không nên đứng sát tường vì thường là gặp bị free fire bạn cứ đứng giữa các mẹ đường như này này thì đéo ai trách được bạn đâu đứng góc như này luôn khá là cục xúc đứng đây luôn cũng được đứng đây nhiều góc lắm nói chung là tùy vào độ tự tin của bạn thôi đó đấy là hai người đi lobby ba người đi lobby còn hai người đi ngoài outside thì một người sẽ lên đây trách thùng đỏ hỗ trợ trách thùng đỏ nhưng mà đứng lùi lại một tí đừng kiểu đứng gần tiến nhanh mình vừa đứng quá tại vì dễ bị bắn lắm đừng có nhá, đừng có lạm dụng việc nhá outside như này, vì có thể ngắm outside, nó có thể ngắm thẳng hệ, ngắm thẳng lên cái silo này, thì bạn sẽ dễ chết. cứ nhá, ban nhiệm vụ bạn ra gì? Nhá cái thùng đỏ này, không được để cho ct đẩy thùng đỏ này, đây là nhiệm vụ duy nhất của bạn. Còn người đi bên dưới thì thường là sẽ chạy từ t spawn, chạy theo cái đường đen này, này đặt tâm ở đây, chạy gần hết cái đường đen, nè. Đây là quả smoke, làm gì? Thứ nhất là quả smoke này sẽ che được khá là nhiều thứ, làm cho ct không biết được là Tết đã qua thùng đỏ hay chưa và đây là one way đúng chưa mình nghĩ nó là khá là one way khá là khó nhìn đó sao mà bạn có thể làm gì check cẩn thận thùng đỏ đẩy vì thường thường là ct sẽ chạy lên chạy ra thùng đỏ trước khi test kịp tới silo nên là để ý đừng quá tự tin hay là quá nhảy nhót múa may dao ừ dao đẹp thì cũng cất đi cầm khẩu súng lên đã kê okay, cái thùng đỏ kê okay, này spam vào những góc cơ bản ra check one way, check bên trái Đầu trước khi ra đến check one way này thì phải check cái bên trái bỏ ra check bên trái một phát không có đây nhìn one way như lúc nãy nhá thùng đỏ nhá thùng đỏ xong là thì giữ đây nếu mà nhá thùng đỏ giữ đây đó đấy là nhiệm vụ của năm người test bây giờ thì mình sẽ kiểu hướng dẫn những bước di chuyển bình thường à, chắc là các bạn cũng đã biết là cái điều cái cái tactic cơ bản nhất của cái map lúc này là ném bao quả sông outside đúng không đầu tiên trước hết là mình cứ dự, hướng dẫn cho các bạn là ném ba quả smoke outside cực chuẩn thì đã không hở không gì hết đầu tiên người người đầu tiên sẽ đi ra đến đây đây là quả mình sẽ gọi đây là có ba quả smoke nhá đây là quả smoke số 1 quả smoke 1 smoke 2 smoke 3 đó nói thế cho dễ đi bọn mình cũng hay report trong tiếng anh là one two three thì thôi à, quả đầu tiên đây là quả thứ hai là ném cân thùng đỏ bạn đứng sát cái xe này em vào đây cái 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 cái, mép của kính này nhưng mà cái tâm của bạn lên trên một chút giữa cái tâm ở đây thì lên trên một chút đây sẽ là quả số thứ hai à thôi mình ra cho các bạn xem trước đó đây là quả số thứ hai không bị hở có thể gọi là mình nghĩ là không hở có hở thì hở một chút bên này thì nó không ảnh hưởng đáng kể lắm quả số thứ nhất nhìn như các bạn biết rồi chạy thẳng ra đây đi theo cái đường đen này em vào đây gần hết đường đen ném đó đấy quả số thứ nhất cái quả smoke thứ ba là cái quả smoke quan trọng nhất vì thường ấy khi mình ném mình chơi face ship kể cả mấy thằng bạn mình luôn ấy nó ném smoke nó hay kiểu bị hở một cái khe ở giữa lắm thì thường bị ct để bắn chết lắm mình có hai cách ném à, mình thì thường ném ném quả khác nhưng quả này mình nghĩ là dễ hơn nên là mình sẽ hướng dẫn các bạn và đứng đây đứng cái mép bên trái của cái mũi tên một vàng đầu tiên này em vào đây cái tâm ở giữa cái màu trắng cái màu trắng này cái cái tường này bạn thấp xuống đặt tâm đúng như này nhảy ném bây giờ mình sẽ ném quả thứ hai Đó, quả thứ nhất Đó, thì mình nghĩ là ba quả này thường không bị hở Đó, thì như các bạn thấy là không có một cái khe hở nào lắm không có thằng ct ở đứng giữa đường ở đâu nên yên tâm nhá thường thường nó chỉ ngồi đây này đấy thì bạn sẽ nhìn thấy không không có ai đúng không Đó, khá là đẹp rồi đúng không bây giờ còn một quả nữa quả quả tiếp theo này của mình thì mình ném nhanh hơn đây là quả sáo thứ hai. cái cách ném cái quả thứ ba của mình thì là cách khác vì mình, mình thấy mình quen hơn mình nhanh hơn đấy. ném vào đây, ném vào đây là quả thứ hai. mình đứng vào đây. bạn nhìn cái vết trên tường này. Đó, mình sẽ đặt cái đầu quả sáo vào đây nhảy ném là xong. Mình chỉ hướng dẫn các bạn hai cách đấy. còn các bạn có thể chọn bất kỳ cách nào vì mình không biết là các bạn sẽ quen với kiểu nào. nếu mà các bạn dùng class, cái đồ classic như mình thì quả thứ ba là sẽ rất là dễ ném. nhưng mà nếu các bạn dùng vi mô đồ khác thì mình không chắc nên là mình không khuyến cáo mình chỉ đưa ra hai sự lựa chọn các bạn lựa chọn một hoặc hai đấy đấy ba quả số outside khi mà ba quả số mẫu outside thì thường sẽ phải làm gì sau ba quả số mẫu outside thì thường sẽ phải có một người đứng ở bạn này Đặt tâm vào đây ném quả lửa để lửa cái gì lửa cái chỗ sau thùng đỏ này lửa sau thùng đỏ đấy xong rồi sẽ phải các bạn sẽ phải bút flash về city bút flash về garage thì các bạn ấy có thể đi xuống dưới xích cái này đúng không vì nếu mà ct nó không mù ấy nó sẽ spam với các bạn đến chết luôn á nhưng mà nếu mà nó spam ấy nó sẽ có nó sẽ có hai trường hợp xảy ra nếu mà ct spam để các bạn thì nó sẽ mang lại rất lợi thế rất nhiều cho là ct nhưng mà nếu mà ct spam mà các bạn không chết ấy thì thằng thì có một vấn đề là nhược điểm là thằng ct này xuống ven sẽ rất là lâu các bạn chỉ có chỉ cần đơn giản một điều là chạy thẳng giữ w chạy thẳng xuống dưới lửa cái ven chạy thẳng xuống dưới luôn vì lúc này các bạn chỉ cần tập trung ở bên trái này này, Vì bên phải này không thể có được như mình nói, không thể có được, không thể nào chạy ra được cái cửa cửa này kịp được á, chỉ có thể đứng bên này thôi. nếu mà các bạn nghe thấy tiếng spam từ mini, cứ thoải mái mà tự tin mà chạy xuống, tất nhiên là vẫn phải check vì có thể trường hợp nào là bắn secret từ đầu, nhưng mà thường là sẽ khó, không phải round nào cũng có nên là các bạn cứ thoải mái chạy thẳng xuống thôi. đó. À, bây giờ đến cái phần cũng khá là quan trọng là khi mà xuống được secret thì các bạn sẽ làm gì? Lúc nào mình cũng dạy đồng đội mình là Xuống đầu tiên là phải check cái chỗ này đúng không Flash Hay gì đấy Check cái ven đầu tiên trong check bên trái này Check ven Lửa ven Xong rồi giặt ra cùng check cái chỗ này Khi mà check cái đi con này không có Check đi con không có Thì hai người đầu tiên hai người đi đầu của TS Sẽ chạy thẳng ra cái double door Ra chiếm cái Z Chỗ này có thể gọi là Z hoặc sandwich Chiếm sandwich hoặc Z Xong rồi lên chiếm phòng nhà kính Khi mà lên chiếm nhà kính xong Thì các bạn sẽ làm gì khi mà chiếm được nhạc kính hai người đi đầu sẽ là hai người ném smoke vào lửa ném smoke vào lửa để làm gì để chặn cái ram mà chặn chặn cái ram <laughs> chặn cái ram thì smoke vào lửa nhà cho hợp lý thì mình nghĩ là smoke cái bên trái lửa cái bên phải vì sao vì các bạn sẽ đặt bom mang C4 từ cái hướng đi con này ra Mà cái hướng đi con này thì bị làm sao? Bị ở góc bên kia nó bán Mà nếu bạn ném smoke ở bên phải Đúng không? Đây, ví dụ mình ném qua smoke bên phải đi à, CT nó có thể chạy qua smoke Nó giết một, nó, nó lùi lại Rất là đơn giản Đấy là những thằng mạo hiểm Nó có thể Tất nhiên là mạo hiểm sẽ mang lại lợi thế lớn Đó Thế nên là Nên là, là sao? Smoke cái bên trái Lửa cái bên phải các bạn đừng nghĩ là kiểu Ui giời ơi không kiểu chả có vấn đề gì đâu ấy Chỉ một tí thôi chả khác gì nhau đâu Nếu mà các bạn nghĩ thế thì mình không có vấn đề gì cả Nhưng mà kiểu chơi là game là tất nhiên ai muốn thắng đúng không Chơi game ai muốn thắng Mà muốn thắng thì phải làm gì Muốn thắng thì phải gọi là bài bản Chắc chiêu và kiểu nghiêm túc Thì Đấy là những điều mà mình lúc nào mình chơi game mình cũng thế thôi Lửa xong nếu mà các bạn thử nếu mà các bạn có hai quả lửa các bạn thì có thể chọn ném một quả lửa vào đây góc tối vì nếu mà ct đứng góc tối này nếu mà thằng ct đứng góc tối này ts sẽ không có cách nào để check trừ ném lửa đúng không mà khi mà các bạn đứng giữa đường này các bạn cầm quả lửa ấy thì nó hơi mạo hiểm nên là mình nghĩ là bạn nên ném nên ném từ ở đây hoặc là căn một góc nào đấy ném à, nhớ một điều nữa là khi mà các bạn ném xong các bạn phải bảo đồng đội nhớ nhắc đồng đội một điều là chờ tí để ta check đồng hồ cho không? đồng hồ là đâu đồng hồ là chỗ này khi mà các bạn ném xong hai quả bom rồi ấy, các bạn có thể đi gần cửa sổ ra làm gì check góc bên sát phải check đồng hồ check sát trái cho đồng đội khi đấy đồng đội bạn sẽ đồng đội bạn sẽ rất là dễ chơi đồng đội bạn sẽ mở cửa lúc đấy tất nhiên là à quên hai người đi đầu ra đấy đã người thứ ba và thứ tư thứ năm thì có thể đi vào đây, chiếm đi con một người giữ ven chạy ven một người giữ ven lại xong rồi hai người sẽ ra mở cửa này mở cửa này làm gì mở cửa này làm gì đục check đục check xem có ai không và giữ kê ở đây các bạn chỉ cần kê thôi các bạn không cần phải làm gì cả chỉ cần kê thôi khi mà đồng đội bạn ném khi mà hai người đi đầu ném smoke Phải lửa xong thì các bạn có thể ok ra thôi ra làm gì check cái chỗ này, này. check cái chóc trái, trái này ra có thể pre fire luôn cũng được một người ra pre fire nhá nghe này đừng cả hai người cùng quay đặt tâm ra đây pre -fight. một người chạy ra pre -fight. một người thứ hai làm gì đứng đây kê kê cái gì kê trái và kê phải vì sao vì ct nó có thể chọn vị trí này trông nó rất là ngu đúng không cái vị trí này trông rất là ngu đúng không nhưng mà nó không hề ngu một tí nào đâu cái chỗ này cực kỳ khó, cực kỳ khó chịu cho test luôn nó có thể giả ta giết một nó lùi lại bạn không thể nào đổi mạng được nhanh bằng cái việc nó giết được thế là sao một người giả ra một người đứng kê đừng như mình nói đừng nghĩ kiểu lòng vòng hay là đừng kiểu nghĩ là ui thế thì lòng vòng quá hay như nào nhỉ mình nghĩ là nên bài bản như vậy đó Đấy là khi các bạn muốn xuống đánh đánh B từ Secret với ba quả smoke. Còn khi mà các bạn muốn ném ba quả smoke xong thì nói chung là khi mà lên một tầm cao hơn thì các bạn sẽ có rất nhiều sự chọn như kiểu là walk, walk quả smoke, quả smoke đầu tiên. Xong sao? Walk quả smoke đầu tiên, smoke cái mini. Vì khi này khi các bạn ném ba quả smoke này rồi. Như mình đã nói thì T CT chắc chắn phải cả một người back up xuống ven. Thì lúc đấy là outside không còn garage à, không còn à, ct bán ở garage không còn ở mini các bạn có thể thoải mái chiếm, chiếm chiếm garage chiếm mini chiếm hết chiếm chiếm cả mạng city chiếm chân chiếm hell chiếm chân heaven chiếm heaven các thứ đầy đủ đó khi này là để là khi các bạn muốn quẹt đánh a thì đấy đầu tiên là ném quả smoke như này có thể ném từ đây không tất nhiên là đừng gây tiếng nhé vì khi mà các bạn gây tiếng rồi thì CT nó biết là các bạn fake, nó sẽ quay lại A đúng không? Đó, các bạn có thể walk check. Check hết các góc. Check garage. Check hết, check thùng CT, chỗ CT hay đứng, nó nhảy lên heaven. Nhảy lên heaven, hai người có thể hai người lên heaven. Hai người lên heaven, một người đứng kê ở đây để phòng một người có thể ngồi đây kê. Để phòng là CT vòng ra ngoài, check cái heaven này. Trông khá là ngu đúng không? Nhưng mà chả biết được, mình cứ phải cẩn thận thôi đúng không? một người nữa sẽ đứng ở gần sẽ ôm quả smoke ở mini này ôm quả smoke mini này có thể nếu mà có smoke còn smoke thì các bạn có thể kê secret còn nếu mà hết smoke rồi thì các bạn có thể kê mini hoặc là người khác kê secret nhưng mà lúc nào cũng phải có một người kê secret và một người kê mini kẹp chéo vào nhau vì nếu mà ct thấy nếu mà ct đứng secret quá lâu ấy mà không thấy ai xuống ấy thì nó sẽ biết là fake nó sẽ đẩy ngược lại secret lên thì lúc đấy nó mà đẩy ngược secret lên các bạn mà không kê ui thì thật sự là mình chả muốn tưởng tượng ra trông nó sẽ như nào đâu. Trông nó thảm họa lắm. Đó, nên là cẩn thận những điều đấy. À, rồi sao? <laughs> Đợi một chút. <laughs> Nếu mà muốn đánh vào A thì các bạn có thể chọn lửa. Nhớ, check cái này này. Check, check cẩn thận vào. Có thể chọn lửa đây này, chọn lửa nhảy được. Không cần phải cầu kỳ quá. Lửa này để làm gì? Lửa này để thắng CT, ấy. nó không giật ta bắn được các bạn thôi. Còn không phải cầu kỳ quá đâu. Có thể cứ ném đơn giản thôi. Đấy, à, như này thôi. À, được rồi, nó vẫn sẽ đốt thôi Đây, à, nó vẫn sẽ đốt hết thôi Không phải cầu kỳ quá đâu, đấy, lửa xong ra ta check, check cùng nhau Nhưng mà một ông đứng lùi lại này, một ông đứng này Check, một ông đứng đằng sau cũng chá mà check Xong rồi sao, nhá yeah, check cái heaven này Heaven này thường thì chắc là không phải check nữa Tại vì lúc đấy là khi mà các bạn đánh vào từ mini vào A Thì đồng đội các bạn đến heaven rồi Bây giờ đồng đội heaven thì sao Đồng đội heaven cái khó bây giờ là giết thằng trong sai đúng không? Các bạn tất nhiên sẽ không muốn giết thằng trong sai mà không mất một mạng nào Thì phải làm gì? Các bạn ở trên heaven ấy chỉ cần check với cái trên xà này thôi Khi mà đồng đội các bạn đi từ vào từ mini vào check hết rồi Thì lúc đấy các bạn mới ở heaven mới bắt đầu ra Tức là khi đánh đánh vào sai phải đánh cũng phải đi cùng nhau Phải đi cùng một tham minh với nhau Chứ không phải là người vào người ra người vào trước người vào sau Nếu mà test đi vào sai một một như này người, Test chạy từ mini vào check góc này Mà heaven chưa ra Thì CT có thể giết một Quay ra nhìn heaven luôn rất là nhanh Đúng không? thì sẽ là các bạn sẽ bị mất hai người hoặc đôi khi là mất cả rau đấu thế nên là khi mà mini chạy vào thì heaven cũng phải bắt đầu bước chân vào tức là hai tiếng động phải từ hai hướng cùng một lúc người ở heaven dạt ra nhá thì đừng bao rơi xuống như này nhá dạt ra ấy thì các bạn cứ đi trong bên phải này check 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 hết xong rồi kê kê cái nhà vàng này cho đồng đội kê cái nhà vàng này cho đồng đội thế thôi và giữ một góc như này một người đứng trên heaven một người giữ ở đây thì mình nghĩ là rao đấu đã kết thúc rồi nói thật luôn là test đánh sai ai mà còn một heaven một trong sai thường là đã kết thúc con mẹ rồi chứ không không, không cần nói đến ba người đâu ví dụ còn một heaven một trong sai một ở đây ấy, thì mình nghĩ là sẽ đéo bao giờ retake được luôn đéo bao giờ retake luôn trừ khi là địt mẹ mày test throw for money thế cho nhanh đó à, những góc mà những góc mà gọi là Hmm. đấy là đánh đánh a. mình đã hướng dẫn rồi, đánh từ secret xuống b từ outside vào a thì bây giờ chắc là cũng phải hướng dẫn đánh cái b nữa nhở? thì đánh b cái giai đoạn khó nhất là giai đoạn xuống ram này thôi, giai đoạn xuống ram này thường là bị chết khá là nhiều. thì bây giờ à, khi mà các bạn muốn đánh ram thì một người phải có một quả flash ở đây. Ôi đi, Ôi, ups xin lỗi phải đứng ở đây Ném flash bên trái này Để dạp ra các bạn không bị mù Check góc, check cẩn thận vào một tí Và đấy là người đi thứ nhận đầu và đi đi thứ hai Đi sau ấy, thì người bút flash này Có thể hỗ trợ thêm quả lửa Đó kia kìa Để các bạn đỡ phải check ấy Đó Người đi thứ nhất và người đi thứ hai người ta đã check bên phải này rồi Thì các bạn phải làm gì? Các bạn phải kê cái kê Người đi thứ ba thứ tư thứ năm ấy Một người đi theo và một người phải kê cái thùng này Nhớ có CT, mình ném lửa mà CT có ở đấy CT nó chạy ra thì mình tốn một quả lửa mình phải giết được CT này đúng không? Đừng để mình ném lửa xong mà thằng CT nó vẫn chạy được. Đó thì phải kê. Kê xong làm gì? Ra đến đây. Ra đến đây, người đi đầu ấy có thể ngồi đây kê, ngồi im kê. Người đi thứ hai và check cái góc này, không có. Thì bắt đầu đi dạt ra đây. Dạt ra đây xong làm gì? Dạt ra sau đây smoke mốc cái này lại. Vì ở đây có một góc bản ọp là khá là lợi. Nên là phải có quả smoke mốc ở đây hoặc quả lửa. Đầu tiên có thể là quả lửa. Bạn có thể lửa sâu hơn. Sao bạn smoke mốc gần hơn. Đó, Đúng wow. Tất nhiên mình đem ví dụ thôi, quả lửa nó bị xèo rồi đấy Thế thôi Bây giờ khi xuống RAM à, Ví dụ như thằng CT nó trả quả sống ở đây đi, ở đây đi. Đúng không? Ví dụ như quả sống nó trả đây đi Thì bây giờ Phải làm gì? Test phải kê lại một chút Để ý cái để ý cái heo Một người phải kê lại uh, lobby Đúng không? Người đi cuối sẽ kê lại lobby Vì CT có thể đẩy ngược lại Bạn không thể nào biết được là thằng CT nó sẽ làm gì Nếu mà biết được thì lúc nào tệ thắng rồi Bạn phải kê lại rồi, nếu mà kể cả khi mà đồng đội, đội bảo hết smoke rồi đi xuống B đi, người đi cuối vẫn phải đi lùi lùi như này. Và thứ nhất nhá, người đi cuối và người đi đầu không bao giờ được cầm C4 nhá. Nhớ thế. Trừ khi các bạn xác định là rớt đến chết như kiểu eco eco rao ấy thì cứ cầm C4 đi. Nhưng mà ấy, khi mà full full bài thì người đi đầu và người đi cuối đừng bao giờ cầm C4 nhá. Vì bây giờ ví dụ bạn đánh B mà người đi cuối này kê, thằng CT giật ra nó giết thằng đi cuối này mất quả C4. Thì các bạn xuống B coi những vô nghĩa. Đó, là lúc nào đi lùi nhá. À, mình thấy khá là nhiều người kiểu khi mà ấy cẩn thận móc ấy thì vẫn cầm khẩu súng đi thẳng như này ấy. tốt nhất là các bạn nên chạy lùi như này để, nếu mình là người đi cuối lúc nào mình cũng sẽ chạy lùi như này để làm gì để phòng móc cho đồng đội vì đằng trước mình có người nhìn hết rồi mình cần gì phải nhìn đằng trước nữa đúng không bốn người nhìn rồi mình nhìn nữa chả để thay đổi được gì nếu mà nó giết được bốn rồi thì mình có sống chả để làm đẹp cho đời cả đó khi mà súng b rồi thì người đầu tiên sẽ làm gì người đầu tiên sẽ lửa à nhầm người đầu tiên sẽ smoke quả này smoke quả này là làm gì để chặn cái nhà kính này nhưng mà các bạn phải ném cẩn thận một chút như mình ném vào lỗi này à các bạn nên lấy một cái góc căn nào đấy cụ thể à, hết lỗi chưa nhỉ lỗi Ồ, nói chung là đấy đại khái là như thế smoke cái bên trái đấy lửa sai à, có thể là ném quả lửa ở đi con hoặc là các bạn thì có thể chọn smoke vì cái góc này nó khá là lợn trước khi quả số này nổ nhá nhưng mình nói trước khi quả số này nổ hay là quả lửa này nổ nhá đừng bao giờ đi bên trái này nếu mà đánh ram ấy chỉ đi bên phải này thôi chỉ đi bên phải này thôi thì cái góc kê nó mới ít đấy nếu mà các bạn đi bên trái ấy, thì như mình nói cái cửa nó bắn được cái góc tối này bắn được nếu mà bạn chạy ra đến đây thì như mình nói nếu mà ct đã chọn được vị trí ở như này thì một chỗ bắn hai chỗ bắn được các bạn các bạn sẽ không thể nào bắn được đúng không kể cả là nico em thế một số một thế giới thì cũng thế thôi nên là ấy, hạn cực kỳ hạn chế đi bên trái này thôi đi bên trái thôi chỉ đi bên phải này này ném lửa từ bên này cũng được nhưng mà mình kiểu nhớ ném là cái cái quan trọng nhất là ném quả sấm cái cửa kìa lửa rồi đi cuối lại làm gì lại kê cái đồng hồ này này vì khi đồng đội bạn dạt nha nhảy nhá đồng đội bạn sẽ người thứ nhất người thứ hai sẽ đi theo đi trong tình thế này người ta sẽ không thể nhìn được bên phải thì các bạn phải kê được cái bên phải chứ thì bạn các bạn phải kê cho người ta đó nhớ này thế sấm lại rồi đúng không? Nếu mà còn smoke thì các bạn có thể trả vào cái cửa này Thì đặt bom ấy Có thể đặt bom ở đây Hoặc là đặt bom đẹp Ở đây Các bạn phải chọn một trong hai cái cửa Là cái cửa nào Nhưng mà mình khuyến cáo là nên Đặt ở bên này Tại vì cái cửa Cái cửa double door này, này Nó khá là to để spam Nhưng mà còn cái cửa Đi con này thì nó rất là nhỏ Nó có thể spam Bất kỳ góc nào mà chết ngay được Nên là mình khuyến cáo là nên đặt bom ở chỗ này hoặc là đặt bom ở đây cũng được đặt bom mong bạn lại quanh này cũng được đặt nhà và đặt đặt tầm này cũng được để cho ở ram có thể nhìn thấy đó, nhưng mà phải cài lại cái, cái, cái nhà kính này bảo đồng đội kê nhà kính cho thì mới đặt bom được nhớ nhá không phải đặt bom ok ờ, cho tao mày không kê à tao kê chỗ này tao đặt bom chỗ kia cơ mà thì nó không hay tí nào đâu nhớ check cả góc tối khi mà các bạn sống vào cái cửa này rồi thì vậy đi ra bên này cũng được check góc tối cũng được đó check hết đi check cái sai này nếu mà chiếm được cái side B này thường là CT xếp còn mẹ rồi nói thật nó xếp còn mẹ, đéo đéo vào là cứu đâu mà đó thì đấy là nhiệm vụ các bạn khi mà đặt bom xong thì đấy là nhiệm vụ các bạn thôi chọn vị trí nhà thì tùy có thể đứng đây một đồng hồ kê okay, nhà kính to một đứng ở góc này góc này này cái góc như đứng CT mình như mình cứ coi như mình là CT mình đứng ý vì uh, CT nó không thể dạn vào nó bắn bạn được đúng không thế nên là cứ đứng đây thôi Đó một nghìn đồng hồ nhưng mà phải có cẩn thận cái ram này nếu mà đồng đội còn giữ ram ấy thì hạng đứng chỗ này còn không thì thôi à, có thể ra góc tối đứng kê nhạc kính nhỏ như này hoặc à, là kê kín như này nói chung là vị trí thì muôn vàn lắm nhưng mà chỗ đẹp nhất là gì chỗ đẹp nhất là cái chỗ đồng hồ này, này. đồng hồ này này đó hmm. còn cái gì nữa không nhỉ đó mình chỉ hướng dẫn những cái cơ bản là cái map này nó vận hành như nào thôi thì các bạn chỉ cần như mình nói các bạn chỉ cần để ý cái map này là à, uh, backup cho nhau đi với nhau kê cho nhau đổi mạng cho nhau tham minh đi di chuyển dùng smoke nhà cho hợp lý vì map này thật sự là không có smoke thì mình nghĩ là đéo thắng ở đâu nên là dùng smoke cho nó cẩn thận vào uh, chắc là chỉ có vậy thôi bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em là những quả kiểu flash cơ bản để gọi là rớt hay là gì tùy anh em à, uh, À đây Pick của Nãy mình có nói về cái kiểu pick của Kanye là gì Thì Kanye đây em còn nét Ok đây Thì đây gọi là pick Kanye Mình không biết Mình không biết ai làm cái này đầu tiên Nhưng mình là fanboy Kanye Mình thấy Kanye làm thì mình sẽ gọi nó là Kanye Thì thôi Đó Ném nét xong Để mở cửa để pick Nhớ đừng ngồi lâu quá Ngồi lâu quá cũng không hay đâu cũng ngồi đây thôi Một chút thôi Tầm 5 giây Hai là như kiểu Asalit hay là kiểu một số bọn ấy nó có tác tích chạy xuống ven chui xuống ven sớm ấy đây ném nết thằng đi đầu sẽ ném nết ông thảo vào sáu ốc này nhảy xuống ven thế thôi đấy thế là đã chiếm được cái secret một cách đơn giản nhưng mà nó khá là hiên xui vì như mình nói là nếu mà là mình ấy, thì mình sẽ ngồi đây mình cứ thế này thôi đúng không mình sẽ ngồi nhai thì chết con mẹ trước khi kịp xuống ven rồi là đừng lạm dụng nó quá nhiều tất nhiên là khi mà các bạn muốn xuống ven như thế thì phải có có quả flash như này các bạn đứng sát cái tường này êm vào cái cửa sổ trên cái cửa sổ chạy đến cái màu đen này thì ném nhá. ui thấp xuống một chút thấp xuống một chút ui ngại quá thấp xuống một chút Còn flash này sẽ nổ ở sẽ nổ ở trên này chống được những cái thằng uh, nhảy xuống đây để giết các để chống ven các thứ nói chung là nó mù được khá là nhiều sai a để các bạn chui xuống ven mù được cả thằng mini giạp vào như này, nói chung là mù hết. À, còn nếu mà các bạn muốn, nếu mà ai xem stream của mình nhiều ấy, thì nếu mà thấy bọn mình bắn nút ấy bọn mình rớt nhà vàng khá là nhiều đúng không? Và khi mà mình rớt nhà vàng khá là nhiều thì test, à, bọn mình là test thì ct thường là bị mù hết khi mà bọn mình rớt đúng không? À, đây là quả flash đấy, đứng thẳng tường với cái đèn này, tường thẳng đèn này, cái cái cột này, cái chấm đen bên trái này, bên phải này, các bạn chạy một bước, một hai bước ném, thì đây là quả flash để rớt a à, Quả flash này nổ rất là nhanh Thường thường là nổ rất là nhanh CT chỉ cần vừa trèo lên cái heaven này đã, đã bị mù rồi Đó Khi mà quả flash này nổ trên đầu như này Thì test sẽ rất Bọn mình sẽ rất nhà Bọn mình sẽ Bỏ qua cái phần trong sai và heaven Bọn mình sẽ ra tạo như này Đó thế vì sao mà lúc nãy mình bảo là cần quả lửa này này Quả lửa này vì sao để nó đốt ra tận đây này Đấy. Khi mà mình chạy lên đây này Bọn mình sẽ bắn nhau đứng như này Bắn nhau Người đi đầu Người đi đầu và người đi thứ hai Sẽ bắn nhau với cái mini này người đi thứ ba thì phải làm gì nếu mà người có người đi thứ ba ấy thì một người người đi thứ ba sẽ phải là kê cái heaven cho bọn mình và kê cái trên đầu này nói chung là bọn mình kê bên phải thì đồng đội phải kê bên trái nhớ thế bất kể khi các bạn bắn map nào map nào ấy đồng đội các bạn nhìn hướng nào ấy thì các bạn phải nhìn hướng còn lại đừng kiểu tất cả cùng nhìn một hướng nó móc nó giết hết đấy đó đấy là hai quả fast cơ bản mình nghĩ là chỉ có rớt uh, a thì chỉ có những quả phát như thế thôi còn đây là quả lửa nếu mà các bạn muốn lửa nóc nhà vàng các bạn biết một lửa một nóc nhà vàng các bạn phải đứng đây trèo lên trèo lên mái test đứng ở trên cái bục bên phải còn ở đây có một cái vết giao nhau giữa hai vết nứt này Êm vào đây cái màu đen này bên trên chạy này họ đây sẽ đốt hết cái nóc nhà vàng đốt hết luôn nhá không đứng được đâu đốt hết luôn đốt cả Nico này luôn đốt hết có chỗ nào đốt hết đó à, nhớ lưu ý một điều nữa khi các bạn đánh nga ấy các bạn đánh nga từ đường nhà vàng với cả cửa ấy. nhớ lựa cái này Smoke mini quá không nhìn được à ném làm video hướng dẫn mà cứ ném smoke và ném lửa và ném phát trượt ngại lắm lần sau không dám làm nữa đâu đó đây là những cái điều cơ bản À thôi, đằng nào cũng còn nhiều thời gian Thì mình hướng dẫn anh em rớt A luôn Rớt A bài bản bà. à, Thường là người đi đầu ấy tức là người spawn đây Spawn đi đầu, spawn đi thứ hai 3, 4, 5 Đúng không? Người đi đầu sẽ làm gì? này, mình sẽ diễn từng người một người đi đầu sẽ đi ra đây Cầm quả hết Nhớ người đi đầu phải có nết Ném ném nết này Cầm cầm súng Chạy một đường nhảy Cầm súng nhảy Chạy thôi Không phải làm gì cả, cứ chạy nhảy thôi đấy đấy là người đi đầu người đi thứ hai là đứng ở đây đúng không người đi thứ hai đứng đây sẽ làm gì cầm smoke cầm smoke cầm 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 smoke cái này flash van kê bên trái này giả ta đúng nhảy luôn chạy ra đúng nhảy luôn kê hết bên trái tức là người đi đầu sẽ nhìn bên phải này, đúng không người đi thứ hai nhìn bên trái thì đấy tiếp theo như thế thôi người thứ ba Người thứ 3 là như mình nói đứng đây đúng không nhỉ? Hay đứng đâu? Đứng đây. Đi tiếp. Người đi thứ 3 sẽ đi theo đâu? Người đi thứ 3 sẽ đi vào cái nhà vàng. Và người đi thứ 3 ấy thường là cầm cái smoke lại này. Ném vào này. Đó, đổi mạng À nhớ ấy là 1 3 5. À 1 3 thôi, 1 3 thì đi nhà vàng. 2 4 5 thì đi cửa. Người đi thứ 4 thì sẽ đi tiếp cửa. Cứ đi thế thôi. Nó chẳng có nhiệm vụ gì đâu à. Các bạn chỉ cần đơn giản như kiểu là nhớ ấy, theo nhịp ấy, 1 2 1 2 1 2 1 2 3 ấy, kiểu kiểu đấy. Flash này, chỉ cần đi flash thôi. Người đi thứ ba chỉ cần flash này thôi. Mù người cho đi, người mù người trong xạ cũng được không sao đâu, cứ mù đi, thoải mái đi, vì ta chẳng trong xạ lại không bắn được heaven đâu mà. Nói chung là cứ theo nhịp ấy, 1 đi nhà vàng, 2 đi cửa, 3 đi nhà vàng, 4 5 đi cửa, thế thôi. Đừng kiểu 1 2 đi cùng một chỗ là được. Đấy, xong người đi thứ 5 thì có thể là người đi thứ 5 ấy. Có thể ném ra ném quả flash này Vì sao à, Vì Nếu mà các bạn không ném quả flash này ấy Cái thằng đi đầu nhà vàng này Nó sẽ kiểu đi ra mà không có một quả bom nào ấy Thì đúng thật sự là tự có mẹ sát luôn đấy Thế là người đi năm phải ném quả flash rồi nhớ nhá Đấy, đấy là rất ra Mình nghĩ là đầy đủ hết rồi Chả có cái gì mấy đâu Hoặc là đơn giản hơn người thứ năm này Đây mình dạy cái này này Có cái này khá là hay này Chào lên đây Chào đến đây sao nó không Dừng ở cầu thang này em có màu xanh này, này. Em ơi xanh dưới cửa sổ này. Tầm giữa giữa cửa sổ một chút, em cũng xanh này Nhạc này. Nhìn em. Ôi. Đi em lỗi rồi. À lâu lắm không không ném, lỗi mẹ luôn ạ. Chắc là ném hơi thấp. Oh no. Ngại quá. Ngại quá. <laughs> hmm, mình ném thì sao bị lỗi nhỉ? À chắc mình em hơi cao, mình phải em thấp xuống em thấp xuống thì ném ở bên này đây đi trời ơi đó để lửa làm gì lửa nóc nhà vàng không cho thằng nóc nhà vàng đứng ở để nó bắn ở cửa ấy. xong rồi trả lên xong là rồi... đây nếu mà ném đúng theo thế nhá đây xong rồi ra đây bút vào flash đây Bị. <laughs> tại vì nó bị lệch chỗ ấy đây đứng này đó ném cả flash này cùng lúc luôn mà đấy thì nó cũng là như nhau thôi nhưng mà không khuyến cáo lắm tại vì đấy như mình ném còn lỗi ấy. kiểu nó phải căn rất là cẩn thận đấy nhưng mình ném còn lỗi ấy, nên mình cũng không khuyến cáo lắm đấy là điều thêm ngại quá thôi chỉ hướng dẫn thế thôi nhá nếu anh em thấy hay thì anh em có thể like share và sắp cho mình thank you anh em tất nhiên là mình chỉ là hướng dẫn kiểu kiểu nhà quê thôi kiểu là không phải chuyên nghiệp ấy nên là có gì thì anh em có thể góp ý ở cái phần ở comment bên dưới thank you anh em bye bye